thần là những tồn tại, không phải là Thiên Chúa. Do Chúa dựng nên, Chúa Giêsu Kitô dầu là người nhưng cũng là Chúa. Ngài là Thiên Chúa, là đấng sáng tạo nên tất cả trời đất muôn vật, cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Linh. Nhưng khi làm người thì mặc lấy xác phàm thù nặng, Ngài cũng phải mang lấy những điều kiện của thân phận của thù tạo có xác hữu hạn, có sinh ra đời và cũng có chết đi và biến đổi. Thánh Mikae hữu mạng của giáo sư Kim Sơn của chúng ta đây không phải là Thiên Chúa mà là một thù tạo, nhưng một là thù tạo đặc biệt. Ngài là Thiên Thần nhưng là tổng lãnh Thiên Thần, và tên của Ngài ai bằng Thiên Chúa, như rất các người kể lại trong cuộc chiến với tướng lĩnh Satan biểu tượng bởi con mãng xà, và lực lượng của Thiên Chúa đứng đầu là tổng tư lệnh Mikae. Cuộc chiến đó đã xảy ra từ lúc đầu lịch sử của nhân loại cho tới hôm nay và cho đến tận cùng của thế giới. Nhưng cuộc chiến đó cho tới này, giờ này bất phân thắng bại, nhưng về cơ bản Thiên Chúa đã chiến thắng ác thần. Bởi Thiên Chúa là người tỏ lộ là tình yêu toàn năng cứu chuộc thế gian qua cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu Kitô, có một Thiên Chúa, ngồi hai Thiên Chúa. Như thế vũ khí chiến đấu trong cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối, giữa Thiên Chúa với ác thần ma quỷ, không phải là xe tăng thiết giáp máy bay tiêm kích, không phải là bom hạt nhân hay bom hóa học, không phải là những vũ khí sức mạnh vật chất hòng trấn áp và cai trị người khác, nhưng vũ khí của Thiên Chúa ở nơi vị tổng lãnh Thiên Thần như các em, và lực lượng là các Thiên Thần hộ thủ của chúng ta là tình yêu. Cái này không phải là ngôn ngữ nói một cách tượng trưng, nhưng thực sự là như thế. Không gì mạnh bằng tình yêu. Bom đạn vũ khí sức mạnh của tiền bạc của quyền bính thế trần không mạnh bằng sức mạnh của tình yêu, được chứng tỏ qua sự chán trường của chính con một Thiên Chúa Giêsu Kitô, làm chứng cho tình yêu, cho chân lý Thiên Chúa là tình yêu, bằng trọng giá cái chết của người và sự phục sinh. Quả thật
Chỉ có Thiên Chúa, chỉ có tình yêu Thiên Chúa mới là sức mạnh thật làm cho con người ngay cả khi chết cũng có thể được soi bằng lòng tin đặt vào con một Thiên Chúa là Giêsu Kitô, đấng Thiên Chúa Cha sai thời gian. Ai tin vào ta thì được sống đời đời. Còn ai tin vào sức mạnh của vũ khí, của tiền bạc, của hào quang danh tiếng danh dự thế trời thì không được sống lại. Và sức mạnh của lòng tin chúng ta thấy thể hiện trước hết nơi cái chết tử đạo của Giêsu Kitô trên thập giá, con một Thiên Chúa, rồi lần lượt của những người tiến vào Ngài, các tông đồ, các môn đệ và các thánh tử vì đạo. Họ hiên ngang sẵn sàng đón nhận cái chết của những người đang cầm quyền chống lại họ, chống lại Chúa bởi đức tin. Những người chết để làm chứng cho niềm tin của mình vào Đức Giêsu Kitô thì vui mừng hân hoan khi tiến đến cái chết tử vì đạo, chứ không hề hằng học hận thù căm hờn như những anh hùng thế gian, vì họ là nhân chứng tình yêu. Mà tình yêu thì làm cho người ta hạnh phúc ngay cả trong cái nỗi bất hạnh bề ngoài của cái chết và của đau đớn của cái chết. Thiên thần động lòng, thiên thần biết ra em bảo vệ cho giáo hội một cách riêng, bảo vệ cho giáo sư Kim Sơn, bổn mạng của giáo sư Kim Sơn không phải bảo vệ để được yên lành về thân xác. Rất có thể chúng ta vẫn có thể bị đe dọa, bị mất sự sống thân xác, mất tiền, mất của, mất nhà, mất cả sự sống của thân xác ở đời này. Nhưng sự sống linh hồn, sự sống thật sự dựa trên cơ sở của đức tin, đức cậy và đức nén mà do Chúa yêu thương sai các thiên thần đến lập trại như là đồn binh chung quanh những người tin kính sợ Chúa như giáo sư Kim Sơn đề, thì chắc chắn chúng ta sẽ được sống và sống dồi dào, sống mạnh mẽ và sống hạnh phúc bất chấp những khó khăn, những bất hạnh nào đó bên ngoài mà chúng ta gặp phải trên đường. Hôm nay nhân ngày tuyên bố chính thức thành lập giáo sư Kim Sơn, chúng ta mừng cái thánh bổn mạng đi cả của chúng ta. Chúng ta hãy vui lên và tạ ơn Chúa vì có thánh đi cả, thánh quan thầy bảo vệ gia đình giáo sư Kim Sơn chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta, cho giáo sư, cho công cuộc chúng ta cộng tác vào giáo hội để xây dựng giáo xứ, xây dựng giáo phận, xây dựng giáo hội.